ra đi quyết không ngại ngùng, dù đường xa mây mù giăng lối, này lòng con xin quyết vâng nghe. Vâng, con vâng lời thầy, nguyện ra đi luôn báo tin mừng cho muôn dân ở khắp muôn vang hòa lời chúc tụng. Con lên bụng Chúa vui lên bàn thân, đáp tên Chúa mến thương, xin tiếng dâng cha tròn vẹn xa khôn, nên như của lễ thay cho trần thế ca tụng yêu mến người. Chúng ta tiếp sang bài đáp ca. Điệp khúc phần nhì vô trước, chúng ta sẽ hát bắt đầu từ câu này con xin đến. Này con xin đến, lạy con xin đến để thi hành thần ý Chúa. Lưỡi môi con xin Ngài tẩy xóa, bước con đi xin Ngài dừng lối. Tâm thân con giờ đây hiến dâng Chúa ơi. Con xin một lần nữa rồi chúng ta sẽ cùng nhau hát. Này con xin đến, này con xin đến để thi hành thần ý Chúa. Lưỡi môi con xin Ngài tẩy xóa, bước con đi xin Ngài dẫn lối. Tâm thân con giờ đây hiến dâng Chúa ơi. Xin mời cộng đoàn. Lạy Chúa, này con xin đến, lạy này con xin đến để thi hành thần ý Chúa. Lưỡi môi con xin Ngài tẩy xóa, bước con đi xin Ngài dẫn lối. Tâm thân con dâng hiến dâng Chúa ơi. Xin mời cộng đoàn một lần nữa thôi. Lạy Chúa, này con xin đến. Lạy Chúa, này con xin đến để thi hành thần ý Chúa. Lưỡi môi con xin Ngài tẩy xóa, bước con đi xin Ngài dẫn lối. Tâm thân con giờ đây hiến dâng Chúa ơi. Chúng ta bước sang Alleluia. Alleluia, Alleluia, chúc tụng Thiên Chúa. Alleluia, 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 Alleluia. Hai cộng đoàn. Alleluia, Alleluia, chúc tụng Thiên Chúa. Alleluia, 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 Alleluia. Xin quý ông bà, cô bác, anh chị em, chúng ta cùng mở kinh cầu các thánh. Sẽ có người sướng, rồi chúng ta chỉ có những câu đáp mà thôi. Ba câu đầu tiên. Xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa thương xót chúng con. Mời cộng đoàn hát câu đó. 2, 1. Xin Chúa thương xót chúng con,
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Mời cộng đoàn. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Và câu thứ ba chúng ta trở lại như câu lúc ban đầu. Xin Chúa thương xót chúng con. Mời cộng đoàn 2, 1. Xin Chúa thương xót chúng con. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con. Từ đó trở về sau, chúng ta thấy những câu in đậm. Chúng ta cùng nhau ôm những câu in đậm đó. Cầu cho chúng con. Cầu cho chúng con. Mời cộng đoàn 2, 1. Cầu cho chúng con. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Đó là câu của chúng ta cùng ôn. Xin Chúa cứu chữa chúng con. 2, 1. Xin Chúa cứu chữa chúng con. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa nghe lời chúng con. Chúng ta cùng ôn câu đó. Xin Chúa nghe lời chúng con. 2, 1. Xin Chúa nghe lời chúng con. Và câu áp cuối. Lạy Đức Kitô, xin nghe lời chúng con. Mời cộng đoàn 2, 1. Lạy Đức Kitô, xin nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô, xin nhầm lời chúng con. Câu cuối cùng 2, 1. Lạy Đức Kitô, xin nhầm lời chúng con. Chúng ta cùng ôn bài dâng lễ. Chúng ta hát câu điệp khúc. Xin chúc tụng Chúa ba ngôi diệm phúc qua là bao thế hệ cho đến muôn đời, để trong mọi sự và nơi mọi người danh người được yêu mến và hiến vinh rạng ngời. Xin chúc tụng Chúa ba ngôi diệm phúc qua là bao thế hệ cho đến muôn đời, để trong mọi sự và nơi mọi người danh người được yêu mến và hiến vinh rạng ngời. Xin mời cộng đoàn. Xin chúc tụng Chúa 2, 3. Xin chúc tụng Chúa ba ngôi diệm phúc qua là bao thế hệ cho đến muôn đời, để trong mọi sự và nơi mọi người danh người được yêu mến và hiến vinh rạng ngời. Tiếp đến bài rất là quen thuộc đối với chúng ta, đó là bài Đẹp Thay. Chúng ta cũng hát phần nhất, rồi cả đoàn phụ trách phần nhì. Ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Ôi đẹp thay những bước chân rạo khắp nẻo đường, sẽ gặng trong vui sướng, sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới,
loan tình thương Chúa Trời, loan niềm vui cứu đời cho mọi người và mọi nơi. Ôi đêm thay, ôi đêm thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Ôi đêm thay những bước chân rào khắp nẻo đường, sẽ gần trong vui sướng, sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đêm thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới, loan tình thương Chúa Trời, loan niềm vui cứu đời cho mọi người và mọi nơi. Xin cảm ơn cộng đoàn. Vâng lời thầy con tha lỗi.
thân hoan bước đi sở trì, dù trần gian muôn ngàn nguy khó, vì đời luôn có Chúa bên con. Vâng, con vâng lời Thầy, nguyện ra đi làm chứng cho Ngài, trong yêu thương và dám hiến thân như Thiên Chúa. Kính thưa quý khán thính giả của truyền thông giáo phận, hôm nay như một ngày hội lớn, từng đoàn Kitô hữu ở khắp nơi trong giáo phận tề tụ về đất mẹ Vĩnh Long Hiền Hòa để tham dự một sự kiện rất đặc biệt, một sự kiện sẽ được ghi vào lịch sử của giáo phận Vĩnh Long này, đó chính là thánh lễ tấn phong giám mục chánh tòa giáo phận Vĩnh Long. Đây là lần thứ 5 trong lịch sử gần 80 tuổi đời của mình. Toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo phận Vĩnh Long hân hoan chào đón vị chủ chăn mới. Giờ đây kính mời quý khán thính giả hiệp lòng tạ ơn Thiên Chúa cùng với gia đình giáo phận bước vào đại lễ tấn phong giám mục hôm nay. Kính thưa quý gọi đầy phấn khởi và tin tưởng của tiên tri Sophonia hàng ngàn năm về trước, như vẫn còn vang dội đâu đây trong những ngày này, để mang tin vui đến tận những vùng đất xa xôi nhất của giáo phận Vĩnh Long rằng vào lúc 12 giờ trưa ngày mùng 7 tháng 10 năm Tân Phúc Âm Hóa, giáo xứ và cộng đoàn thánh hiến trong bầu khí ấm áp và thanh bình của ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi từ kinh thành muôn thuở Roma, phòng báo chí tòa thánh công bố Đức Thánh Cha Francisco đã vui mừng và tin tưởng trao cho Giáo hội Công giáo Việt Nam hai vị tân giám mục, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, tân giám mục giáo phận Vĩnh Long, và Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Dị, tân giám mục giáo phận Công Tum. Tin vui trọng đại này như một món quà không đủ lời diễn tả cho toàn thể giáo phận Vĩnh Long với 207 linh mục, 88 thầy đại chúng sinh, 713 nam nữ tu sĩ, 546 giáo lý viên và hơn 200.000 tín hữu. Đức tân giám mục Phêrô Huỳnh Văn Hai sinh ngày 18 tháng 5 năm 1954, nguyên quán Thạnh Phú, Bến Tre, vào tiểu chủng viện ngày 16 tháng 6 năm 1966, vào đại chủng viện ngày mùng 1 tháng 6 năm 1973, lãnh nhận chức phó tế ngày mùng 6 tháng Giêng năm 1993, thụ phong linh mục ngày 31 tháng 8 năm 1994, du học tại Học viện Công giáo Paris từ năm 1994 đến năm 2004 với học vị tiến sĩ triết học. Sau khi hoàn thành chương trình du học trở về Việt Nam, người được giao trách nhiệm phụ trách các lớp tiền đại chủng viện Cần Thơ thuộc giáo phận Vĩnh Long, là giáo sư triết học đại chủng viện Cần Thơ, là thành viên của ban giảng huấn, là trưởng ban văn hóa của giáo phận và đồng thời cũng là giáo sư thỉnh giảng của nhiều đại chủng viện
và Học viện Công giáo tại Việt Nam. Năm 2011, Đức cha Thomas đã đặt người làm Phó Giám đốc Đại chưởng viện Thánh Quý Cần Thơ. Ngày 7 tháng 10 năm 2015, Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm làm Giám mục Chánh tòa Giáo phận Vĩnh Long với khẩu hiệu Hãy ra khơi và thả lưới, Duc in entum et laxate. Kính thưa cộng đoàn, qua Thánh bộ truyền giáo, sự tuyển chọn của Đức Thánh cha Francisco như một cơn mưa dồi dào đã đông đầy nỗi khát mong vị chủ chăn cho hàng trăm ngàn tín hữu, khép lại thời gian 780 ngày trống tòa của con thuyền giáo phận Vĩnh Long. Hôm nay đại lễ tấn phong giám mục cho những đấng kế vị các tông đồ, cùng với toàn thể giáo hội mẹ kính yêu, với hội đồng giám mục Việt Nam và cách riêng là với Đức Tân Giám mục Phêrô, chúng ta vui mừng và long trọng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho hàng giáo phẩm Việt Nam, đặc biệt cho Đức Tân Giám mục Phêrô đáng kính của chúng ta. Xin Chúa Kitô là vị mục tử tối cao của giáo hội người, ban cho các vị mục tử trong thế giới hôm nay lòng yêu mến nồng nàn, kiên cường trong ơn Chúa, khôn ngoan trong thánh thần, để trong mọi nơi mọi lúc các ngài luôn trung tín và nhẫn nại chu toàn trách nhiệm Chúa đã trao ban trong hình ảnh những mục tử như lòng Chúa ước mong. Chúng ta cũng đừng quên cầu nguyện cho quý đức cố giám mục giáo phận Vĩnh Long, những mục tử hiền lành và thánh thiện, kiên nhẫn và cần cù, đã từng sống chết với giáo phận thân yêu này. Xin Chúa nhân từ và quảng đại trả công bội hậu cho các ngài trên thiên đàng vinh phúc. Xin quý đức cha cũng tiếp tục cầu nguyện cho chúng con. Và sau hết, chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta nữa. Xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta hết lòng yêu mến, gìn giữ và trân trọng món quà vô giá mà chúng ta đã kiên trì cầu xin trong mọi thánh lễ của hơn 2 năm vừa qua, để cùng với vị tân giám mục của mình, chúng ta vui mừng ra khơi và thả lưới, thực thi sứ mạng rao truyền danh Chúa cho mọi người. Giờ đây, xin trân trọng kính mời cộng đoàn đứng, hướng về phía lối đi giữa, hân hoan và trân trọng chào đón Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tân Giám mục Phêrô và đoàn linh mục đồng tế trong thánh lễ hôm nay. Siêu là tình yêu Thiên Chúa đã đói trong thân phận mòn hen mà mến thương con từ ngàn đời, luôn hằng trang chứa hồng ân dân lần con tới bàn thánh. Tiếng ca mang hoài đời chúng cùng con linh
ôi thân con là bụi cho đau đớn, mà Chúa cao siêu ngầm tầng trời đã khắc tên con vào lòng người, nên bạn tâm phung từ đây giữa hàng khanh tương quyền uy. Siêu là tình yêu Thiên Chúa đã đói trong thân phận mòn hen mà mến thương con từ ngàn đời, luôn hằng chan chứa hồng ân dâng lần con tới bàn thánh. Ôi thân con là bụi cho đau đớn, mà Chúa
sao siêu ngầm tầng trời đã khắc tên con vào lòng người, nên bạn tâm phung từ đây giữa hàng khanh tương nguyện uy. Sẽ trở nên mâu tình con Chúa tự nhiên. Siêu là tình yêu Thiên Chúa đã đói trong thân phận mòn hen mà mến thương con từ ngàn đời, luôn hằng chan chứa hồng ân dâng lần con tới bàn thánh. Ôi thân con là bụi cho đau đắng, mà Chúa cao siêu ngầm tầng trời đã khắc tên con vào lòng người, nên bạn tâm phung từ đây giữa hàng khanh tương nguyện uy. Muôn tiếng ca vang hoa lời chúng
con tuyên phán là thứ tha muôn tội phạm trần, là Chúa ban ân lòng đầy tràn, bệnh rượu để sẽ trở nên mâu thình con Chúa tự nhiên. Trọn đời con cho Chúa ân ân quan chiếu rồi của con, hằn mũi thiêng ngước mặt lòng người, luôn tìm vinh phong trường sinh, vương niềm tin Chúa quyền lên. Trong thân phận mòn hen mà mến thương con từ ngàn đời, luôn hằng chẳng chưa hồng ân dân lần con tới bàn thánh. Thân con là bụi cho đau đớn, mà Chúa cao siêu ngầm tầng trời đã khắc tên con vào lòng người, nên bạn tâm phung từ đây giữa hàng khanh tương quyền uy. Xin trân trọng kính mời cộng đoàn ngồi. Kính thưa quý đức Hồng Y, quý đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam và quý quan khách kính mến, có một điều mà ai trong chúng con cũng nhận được trong những ngày này, đó là một mùa xuân mới như đang về trên giáo phận của chúng con. Mùa xuân hồng phúc ấy
không những được làm nên bởi vì chúng con đã có vị chủ chăn mới, không còn mang tiếng là phận bạc duyên đơn, mà còn bởi lời cầu nguyện liên lỉ và sự hiện diện của quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha và quý vị trong ngôi nhà thờ mẹ của chúng con hôm nay, như một dấu chỉ mạnh mẽ cho niềm hy vọng mới, chúng con sẽ được tiếp tục duyên thắm chỉ hồng với các giáo phận anh em khác. Giờ đây, cho phép chúng con dành một ít thời gian để nhắc bảo nhau về sự hiện diện trân quý này. Trước hết, chúng con xin dành một sự trân trọng đặc biệt nhất để chào đón vị đại diện Đức Thánh Cha Francisco tại Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Ghisenli. Chúng con cũng muốn dành một sự vinh dự đặc biệt như thế nữa để chúng con được chào đón và giới thiệu vị giám mục chủ sự đại lễ tấn phong hôm nay, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng con xin được vui mừng chào đón và trân trọng giới thiệu sự hiện diện đáng quý của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con cũng xin được hân hạnh chào đón và trân trọng giới thiệu Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội, thành viên Thánh bộ Truyền giáo Vatican. Kính thưa cộng đoàn, chúng con tin chắc rằng giờ đây mọi người đang chờ đợi và sẵn sàng vang lên những tràng pháo tay thật nồng nhiệt khi quý danh của các vị mục tử được xướng lên. Chúng con thì rất muốn mọi người có đủ thời gian để nhìn ngắm cho thật kỹ khuôn mặt của những vị mục tử đáng kính của Giáo hội Việt Nam. Cho nên chúng con xin được phép đề nghị như sau: chúng con sẽ long trọng xướng danh từng vị mục tử của chung một giáo tỉnh, sau đó chúng con sẽ mời cộng đoàn cùng nồng nhiệt chào đón chung các vị. Chúng con xin cảm ơn. Và bây giờ quay về thủ đô ngàn năm dân hiến, chúng con xin được giới thiệu Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng con xin được giới thiệu Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu. Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng. Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn. Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm. Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa. Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh. Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa. Đức Cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phụ tá Giáo phận Hưng Hóa. Xin cộng đoàn một tràng pháo tay thật lớn chào đón quý mục tử của Tổng Giáo phận Hà Nội. Xu về dải đất miền Trung bạc ngàn nắng gió, chúng con xin trân trọng giới thiệu Đức Cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Tổng Giám mục Giáo phận Huế. Và trải dài trên những miền đất cổ kính La Giang, chúng con xin trân trọng giới thiệu Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng.
Đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Dị, tân giám mục giáo phận Công Tum. Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang. Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn. Xin cộng đoàn một tràng pháo tay thật to chào đón các vị mục tử của Tổng giáo phận Huế. Và dừng lại trên thành phố Sài Gòn của tuổi 300, chúng con xin giới thiệu một lần nữa sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, Đức cha Thomas Nguyễn Văn Trâm, giám mục giáo phận Bà Rịa, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, tân giám mục phó giáo phận Bà Rịa, Đức cha Stefano Tri Bửu Thiên, giám mục giáo phận Cần Thơ, Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Đà Lạt, Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, giám mục giáo phận Long Xuyên, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục phụ tá giáo phận Long Xuyên, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục phó giáo phận Xuân Lộc. Xin cộng đoàn một tràng pháo tay thật to. Chúng con cũng xin được chào đón và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý diện phụ, diện phụ Doan Thánh Giá Lê Văn Đoàn, đang diện Thánh Mẫu Phước Sơn, diện phụ Doan Gianay Nguyễn Tri Phương, đang diện Châu Sơn Đơn Dương, diện phụ Doan Bosco Trần Văn Thành, đang diện Châu Thủy. Xin cộng đoàn một tràng pháo tay. Chúng con cũng xin được chào đón quý cha tổng đại diện các giáo phận, quý viện trưởng các đan viện, quý cha giám đốc các đại chưởng viện, quý cha thân hữu, quý bề trên các hội dòng nam nữ, quý ân nhân của giáo phận và tất cả quý khách xa gần. Chúng tôi cũng xin dành tất cả sự hãnh diện, lòng cảm kích sâu xa để chào đón sự hiện diện của quý lãnh đạo chính quyền dân sự các tỉnh, thành phố Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp và Trà Vinh. Xin một tràng pháo tay chào đón các vị khách quý. Chúng tôi không thể không nhắc đến sự hiện diện đầy quý mến của đại diện các tôn giáo bạn trong buổi lễ hôm nay. Xin trân trọng và hoan hỷ chào đón quý vị. Giờ đây mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng, trong bầu khí thánh thiêng và trang trọng, kính mời Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam khởi sự thánh lễ. Kính mời cộng đoàn đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Xin kính chào quý vị Hồng Y, Tổng Giám mục, Giám mục và tất cả các cha, nam nữ tu sĩ, mọi người hiện diện rất đông đảo trong thánh lễ này. Chúng ta hãy cùng nhau dâng thánh lễ này lên Thiên Chúa, xin Người ban phúc lành cho Đức Tân Giám Mục sắp được tấn phong.
Và để cho thánh lễ chúng ta dâng bớt phần bất xứng, trước hết chúng ta hãy dục lòng tông hội. Tôi thu nhận xin Đức Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Lạy Chúa, chỉ vì lòng rộng rãi ban ơn sủng khôn tạ mà hôm nay Chúa muốn đặt tôi tớ Chúa là linh mục Phêrô Huỳnh Văn Hai, đứng đầu giáo phận Vĩnh Long. Xin Chúa thương ban cho người biết chu toàn nhiệm vụ giáo mục cách xứng đáng và nhờ Chúa dẫn dắt trong mọi sự. Người biết dùng lời nói và gương sáng hướng dẫn đoàn dân đã được ủy thác cho người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Qua đoạn sách tiên tri Ezekiel mà chúng ta sắp nghe, Thiên Chúa đã biểu lộ tình thương đối với dân Ngài,
như vị mục tử yêu mến đàn chiên, Ngài ân cần chăm sóc và gìn giữ họ trong đồng cỏ xanh tươi màu mỡ. Bài trích sách tiên tri Ezekiel. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: Này chính ta chăm sóc đoàn chiên của ta, và ta sẽ kiểm soát chúng. Như mục tử kiểm điểm đoàn chiên trong ngày chúng bị tản mát, thì ta cũng kiểm điểm đoàn chiên ta như vậy. Ta sẽ giải thoát chúng khỏi mọi nơi mà chúng bị phân tán. Ta sẽ dẫn chúng khỏi các dân tộc, sẽ tụ họp chúng từ khắp mặt đất và đưa chúng vào đất của chúng. Ta sẽ chăn dắt chúng trên miền núi Israel, dọc theo các bờ suối và trong những miền có dân cư. Ta sẽ thả chúng ăn trên những đồng cỏ màu mỡ, và chúng sẽ ở trên những ngọn núi cao Israel. Chúng nghỉ ngơi trong những đồng cỏ xanh tươi, và chúng ăn trong đồng cỏ màu mỡ trên miền núi Israel. Chính ta sẽ chăn dắt các chiên ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Chúa là Thiên Chúa phán như thế. Ta sẽ tìm con chiên bị mất, sẽ đem về con chiên lạc, sẽ băng bó con chiên bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau. Con nào mập béo, ta sẽ chăm sóc và sẽ chăn dắt nó trong sự công chính. Đó là lời Chúa. Con xin đến để thi hành
cho con luôn sống hiền hòa, biết đem niềm vui đến, cho con biết đem đời mình để hiến thân vì yêu. Xin cho con chết một đời nên lễ dâng toàn thiêu. Xin cho con vững một niềm, lòng con mãi tin Chúa. Những lời chỉ dạy ân cần của Thánh Tông Đồ Phao-lô dành cho người môn đệ Timôthiô mà chúng ta sẽ được nghe lại hôm nay như một lời nhắc nhở quý giá về những đức tính và những nhiệm vụ hàng đầu của vị thủ lãnh trong việc phục vụ cộng đoàn mà Chúa trao phó. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi cho Timôthê-ô. Con thân mến, con hãy nêu gương cho các tín hữu trong lời nói, cách ăn nết ở, trong đức ái, đức trinh và đức thanh khiết. Cho tới khi cha đến, con hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo và dạy giáo lý. Con chớ quên lãng ân sủng trong con, là ơn đã ban cho con bởi lời tiên tri, cùng với việc đặt tay của bậc lão thành. Con hãy suy ngẫm những sự đó, hãy để tâm đến các việc ấy, để mọi người đều thấy rõ con đã tiến tới. Con hãy thận trọng giữ mình và giữ lấy giáo lý. Hãy kiên trì trong những việc ấy. Vì khi con làm như vậy, con sẽ cứu lấy chính mình con và những kẻ nghe lời con. Đó là lời Chúa. Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá. Đó là lệnh truyền của Chúa cho các môn đệ, cho giáo hội của Người và đặc biệt cho giáo phận Vĩnh Long hôm nay khi bước vào trang sử mới qua sự hướng dẫn của đấng kế vị các tông đồ.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa. Lúc đó, người đứng ở bờ hồ Genezareth. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ. Những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi người ngồi trên thuyền giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, người bảo ông Simon rằng: hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá. Ông Simon thưa người rằng: thưa thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết, nhưng vì lời thầy con sẽ thả lưới. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá. Lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm. Thấy thế, ông Simon Phêrô sụp lại dưới chân Chúa Giêsu và thưa người rằng: lạy thầy, xin hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi. Ông kinh ngạc, và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được. Cả ông Gia-cô-bê và Gioan, con ông Giê-bê-đê, bạn đồng nghiệp của ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giê-xu bảo ông Simon rằng: đừng sợ hãi, từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính mời cộng đoàn ngồi. Đến đây là nghi thức tấn phong giám mục. Nghi thức tấn phong giám mục được cử hành hôm nay gồm những phần sau đây: giới thiệu tiến chức và công bố tông sắc, huấn dụ của giám mục chủ phong, lời tuyên hứa của vị tiến chức, kinh cầu các thánh, nghi thức đặt tay và lời nguyện phong chức, trao ban nhiệm vụ giám mục, hôn bình an của các giám mục hiện diện. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn đứng, sốt sắng dâng lời cầu nguyện lên Chúa Thánh Thần là linh hồn và là đấng hướng dẫn giáo hội của Chúa Kitô. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thân vì hồn Chúa ơi,
Kính mời quý đức Hồng Y và quý đức cha trên cung thánh an tọa. Kính mời cộng đoàn đứng. Giới thiệu tiến chức. Kính thưa cộng đoàn, nghi thức tấn phong giám mục cho đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, tân giám mục chánh tòa Vĩnh Long hôm nay, được cử hành bởi vị chủ phong là đức tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng với hai vị phụ phong là đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hóa, và đức cha Stefano Tri Bửu Thiên, giám mục giáo phận Cần Thơ. Nghi thức được khởi sự bằng lời thỉnh cầu của cha giám quản Phêrô Dương Văn Thành. Thưa cha đáng kính, giáo phận Vĩnh Long thỉnh cầu cha phong linh mục Phêrô Huỳnh Văn Hai lên chức giám mục. Cha có tông sắc không? Thưa có. Cha hãy đọc lên. Công bố tông sắc. Kính mời cộng đoàn ngồi. Cha Phêrô Dương Văn Thạnh, đại diện cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Vĩnh Long, sẽ công bố tông sắc của Đức Thánh Cha Phanxicô, một văn kiện muôn đời được lưu dấu trên giáo phận Vĩnh Long này. Lưu ý, khi đọc xong tông sắc, cộng đoàn đáp lại tạ ơn Chúa và vỗ tay. Chúng con kính mời cha Phêrô. Cô giám mục, tôi tớ của các tôi tớ của Thiên Chúa, thân ái gửi lời chào và phép lành tòa thánh đến người con yêu quý Phêrô Huỳnh Văn Hai, linh mục giáo phận Vĩnh Long, hiện là giáo sư phó giám đốc Đại chủng viện Thánh Phêrô Đoàn Công Quý Cần Thơ, giờ đây được chọn làm giám mục chính tòa giáo phận Vĩnh Long. Một cách rất nhiệt thành, cha cố gắng đảm đương trách nhiệm điều hành toàn thể giáo hội, và nay cha hướng mối lo lắng của cha về giáo phận Vĩnh Long thật sự đang thiếu người đứng đầu các việc phụng tự thánh. Sau khi vị mục tử cuối cùng ở đó là đức cha Thomas Nguyễn Văn Tân, người anh em khả kính đã qua đời. Và giờ đây, con yêu quý, cha biết rõ những đức tính và những tài năng của con. Dường như con có khả năng và xứng hợp hoàn toàn để chu toàn trọng trách này. Vì thế, cha chấp thuận ý kiến đề nghị của Thánh Bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc. Và với năng quyền tông tòa tối cao, cha bổ nhiệm con làm giám mục giáo phận Vĩnh Long, cùng với mọi quyền hành và nghĩa vụ theo giáo luật đã ấn định cho chức vụ giám mục. Con được phép xin bất cứ giám mục công giáo nào ngoài thành Roma phong chức giám mục cho con. Nhưng trước đó, con cần phải tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành với cha và các đấng kế vị cha theo công thức phụng vụ và luật giáo hội quy định. Và sau đó, con sẽ thông báo việc con được chọn làm giám mục cho hàng giáo sĩ và tất cả cộng đoàn tín hữu được biết. Cha khuyến khích tất cả họ tự do đón nhận sự thăm viếng của con, và cha cũng khuyên họ chân thành dâng nghe những lời con giảng dạy. Đằng khác, con yêu quý, để đến với cộng đoàn giáo hội Vĩnh Long, con sẽ phải nài xin nhiều ánh sáng thần linh và sự giúp đỡ cần thiết để con có thể dạy dỗ và hướng dẫn các tín hữu ở đó cách hiệu quả và khôn ngoan, để chính họ cũng hưởng được trọn vẹn niềm vui của tin mừng ban hành tại Roma cạnh đền thờ Thánh Phêrô ngày 7 tháng 10 năm 2015, năm thứ 3 triều đại giáo hoàng của cha Phanxicô giáo hoàng. Tạ ơn Chúa.
huấn dụ của giám mục Chủ Phong. Kính thưa cộng đoàn, giờ đây chúng ta sẽ nghe quảng diễn về vai trò giám mục trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa và trong đời sống của giáo hội. Đó cũng là những lời nhắn nhủ tha thiết với vị tiến chức trước khi lãnh nhận sứ vụ cao cả này và với đoàn chiên khi được vinh dự chào đón vị chủ chăn mới. Anh chị em rất thân mến, chúng ta quy tụ nhau lại đây rất là đông đảo tại nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long để cùng nhau tham dự lễ tấn phong giáo mục của Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai. Tất cả chúng ta, mà nhất là các thành phần dân Chúa của giáo phận Vĩnh Long này, hết sức hân hoan vui sướng vì chờ đợi đã 2 năm. Chúng ta hãy chúc mừng Đức cha và giáo phận và hãy cầu nguyện thật nhiều cho Đức cha và giáo phận một cách đặc biệt trong thánh lễ này, để cho việc tham dự của chúng ta có ý nghĩa và sốt sắng hơn. Chúng ta hãy để cho ánh sáng lời Chúa chiếu soi vào trong tâm hồn mỗi một người chúng ta. Bài trích sách Ezekiel dạy chúng ta rằng chính Thiên Chúa là mục tử chăm sóc đoàn chiên của Ngài. Giáo mục là người được cất nhắc lên làm mục tử tối cao thay mặt cho Thiên Chúa để chăm lo cho đoàn chiên. Vậy giám mục hãy chăm sóc đoàn chiên cho thật chu đáo, không để con chiên nào phải hư mất. Hãy chăn dắt, hãy dẫn đoàn chiên đi ăn uống trên những cánh đồng màu mỡ. Hãy nuôi dưỡng con chiên bằng của ăn mang lại sự sống đời đời, là lời Chúa và mình máu Thánh Chúa. Sứ mạng quan trọng nhất của giám mục là rao giảng tin mừng, rao giảng lời Chúa. Trong lúc đọc lời truyền chức, sách tin mừng được mở ra và đặt trên đầu giám mục. Thánh Phaolô khuyên Timôthê hãy nêu gương cho các tín hữu trong lời nói và cách ăn nết ở về phương diện đức tin, đức cậy và đức ái, và ngay cả đời sống khiết tịnh nữa. Hãy chăm chỉ đọc sách khuyên bảo và dạy giáo lý đức tin. Hãy suy niệm lời Chúa, suy niệm giáo lý của Hội Thánh. Đừng bao giờ quên ơn Chúa lãnh nhận trong ngày tấn phong giáo mục. Hãy làm cho mọi người thấy rõ là mình đã tiến tới. Việc trao nhẫn cho giáo mục là dấu chỉ ấn tín đức tin. Đức tin nguyên tuyền là trang sức của giáo mục. Giáo mục lãnh nhận chiếc mũ Mitra là đón nhận ánh sáng của Chúa Thánh Thần
không ngừng chiếu tỏa. Trong đoạn tin mừng Luca mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu bảo ông Simon Phêrô hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá. Giáo mục là người được sai đi loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Ngài được lệnh phải dấn thân ra chỗ nước sâu, không ngại ngùng, để thả lưới bắt cá, dù nhiều khi đã khó nhọc mà không có kết quả gì. Nhưng nếu vâng lời Chúa thì chắc chắn sẽ được như lòng mình mong ước. Nhiệt tình truyền giáo làm cho chúng ta, nhất là các giáo mục, phải thao thức không ngừng làm thế nào để có thể loan báo tin mừng đến tận cùng thế giới, đi vào mọi ngõ ngách của cuộc đời, đi vào mọi kiếp sống. Tất cả chúng ta đều là những kẻ có tội, thì giáo mục cũng thế. Nhưng Chúa đã gọi chúng ta làm tông đồ truyền giáo cho Ngài. Các giám mục được đặt làm chủ chăn của một giáo phận. Dấu chỉ của quyền chủ chăn tối cao trong giáo phận là cái gậy mà Ngài lãnh nhận từ tay giáo mục chủ phong. Đó là nhiệm vụ, đó là dấu hiệu của nhiệm vụ chủ chăn của đoàn chiên, chăm sóc toàn thể đoàn chiên, nơi mà Chúa Thánh Thần đã đặt Ngài làm giám mục, cai trị hội Thánh Chúa. Và Ngài được mời gọi như lời Chúa Giêsu phán bảo ông Simon Phêrô: đừng sợ hãi, từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta. Điều cuối cùng mà tôi muốn nói với anh chị em là giáo mục và linh mục đều phải là những con người của thời đại. Điều đó không có nghĩa là các ngài thuộc về thế gian, chạy theo thời đại mà không suy xét. Thế giới hôm nay có quá nhiều vấn đề làm cho con người điên đầu và thường xuyên bị khủng hoảng. Chính vì thế mà linh mục và nhất là giáo mục phải sáng suốt và biết phân định thì mới có thể chăm lo cho đoàn chiên được. Giáo mục phải có lòng thương xót giống như Chúa Giêsu đứng giàu lòng thương xót. Hãy hướng đến các đối tượng cần sự chăm sóc của mình nhiều hơn cả. Những người nghèo khổ, những người di dân từ khắp mọi nơi, các gia đình, nhất là các gia đình trẻ. Giáo mục hãy mạnh dạn canh tân đổi mới đời sống của giáo hội, đặc biệt là đời sống của hàng giáo sĩ, sao cho phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa và đáp ứng các nhu cầu của con người ngày hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho Đức Cha và tất cả cộng đoàn. Lời hứa của vị tiến chức là những đấng kế vị các tông đồ với nhiệm vụ bảo tồn kho tàng đức tin quý giá, cai quản và cử hành trọng thể các mầu nhiệm trong dân Thánh Chúa. Các vị tân giám mục phải công khai nói lên những quyết tâm và sự trung thành tuyệt đối của mình với giáo hội mẹ hoàng vũ.
theo định chế cổ kính của các thánh giáo phụ, người sắp thụ phong giáo mục sẽ được chất vấn trước mặt dân chúng về quyết tâm bảo vệ đức tin và chu toàn nhiệm vụ. Vậy hiền đệ thân mến, hiền đệ có muốn chu toàn cho đến chết nhiệm vụ đã được các tông đồ ủy thác cho chúng tôi và sẽ thông truyền cho hiền đệ cùng với ơn cứu thánh thần do việc đặt tay của chúng tôi không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn luôn luôn trung thành rao giảng phúc âm của Đức Kitô không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn giữ gìn kho tàng đức tin cho tinh tuyền và toàn vẹn đúng theo truyền thống đã được bảo tồn mọi nơi và mọi đời trong hội thánh ngay từ thời các tông đồ không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn xây dựng nhiệm thể Đức Kitô, hội thánh của người và cùng với hàng giáo mục luôn luôn sống hợp nhất với người dưới quyền của đứng kế vị Thánh Phêrô không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn trung thành bày tỏ lòng vâng phục đứng kế vị Thánh Phêrô không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn như người cha thân ái cùng với các người phụ tá là các linh mục và phó tế chăm sóc và dẫn dắt dân thánh Chúa và con đường cứu độ không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn vì danh Chúa tỏ lòng khoan dung và tử tế đối với mọi người nghèo khó, lữ khách và tất cả những người túng thiếu không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn như người mục tử tốt tìm kiếm các chiến lạc và quy tụ chúng về đoàn chiên của Chúa không? Thưa muốn. Hiền đệ có muốn luôn luôn cầu nguyện cùng Thiên Chúa toàn năng cho dân thánh và chu toàn cách hoàn hảo nhiệm vụ thượng tế không? Thưa nhờ ơn Chúa giúp, con muốn. Xin Thiên Chúa hoàn tất việc tốt lành người đã khởi sự nơi hiền đệ. Kinh cầu các thánh. Sứ vụ mục tử thiên thánh lại được Thiên Chúa toàn năng ủy thác nơi con người khiếm khuyết, bất toàn. Đó là hồng ân nhiệm màu và đầy yêu thương của Thiên Chúa được thể hiện qua bí tích truyền chức thánh hôm nay. Cùng với các thánh trên trời, chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện cho Đức Cha Phêrô. Xin được kính báo, khi hát kinh cầu các thánh, quý đức giám mục và quý cha trên cung thánh đứng, quý cha ở các dãy bàn và quý bà con tín hữu quỳ. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa toàn năng đứng hằng chăm sóc cho lợi ích của giáo hội, rủ tình ban ơn rộng rãi cho tiến chức này. Cầu cho chúng con thân nữ
thánh tế Phaolô cầu cho chúng con. Thánh yên nhớ si ô thần ăn ti ô ki cầu cho chúng con. Thánh lao rè Augustino, cầu cho chúng con. Thánh Athanasio, cầu cho chúng con. Thánh Basilio, cầu cho chúng con. Thánh Martino, cầu thân Benedito cầu cho chúng con. Thân Francisco và Dominico cầu cho chúng con. Thân Francisco Xavier cầu cho chúng con. Cầu cho chúng con. Thân nữ Catarina, thần Siena cầu cho chúng con. Thân nữ Teresa, thần Avila cầu cho chúng con. Các thân nam nữ của Thiên Chúa khói mọi sự dư, xin Chúa cứu chữa chúng con. Khói trên muôn đời, xin Chúa cứu chữa chúng con. Vì mầu nhiệm Chúa làm người, xin Chúa vì Chúa chiều trên và sống lại, xin Chúa cứu chúa chúng con. Vì Chúa ban thánh thần xuống, xin Chúa cứu chúa chúng con. Chúng con là kẻ có tội, xin Chúa xin Chúa đối thương gìn giữ Đức Thánh Cha cùng các phẩm trần hồi thân trong tinh thần đạo đức. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đối thương cho các dân tộc được bình an và hòa thuận. Xin Chúa đối thương gìn giữ và thêm sức cho chúng con để phụng vụ Chúa. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đối thương chúc lành cho tiên chức này. Xin Chúa nghe lời.
Xin Chúa đôi thương chúng lần và thần hòa tiếng chứng này. Xin Chúa nghe lời chúng con. Xin Chúa đôi thương chúc lần thần hoa và thần hiến tiến trước này. Xin Chúa nghe lời chúng con. Lạy Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống. Sủng của bậc tư thế đổ tràn phúc lành quyền uy của Chúa trên tôi tớ Chúa đây, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính mời cộng đoàn ngồi. Nghi thức đặt tay. Việc đặt tay trên vị tân chức của các giám mục hiện diện nói lên sự thông truyền hồng ân thánh thần được lãnh nhận từ Chúa Kitô qua việc kế vị liên tục của các giám mục hôm nay và cho đến muôn đời. Lời nguyện truyền chức cùng với sách phúc âm được kính cẩn đặt trên đầu vị tân chức và lời nguyện phong chức trang trọng và thánh thiêng, chúng ta hãy sốt sắng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Đức Cha Phêrô
sống trọn vẹn chức giám mục đã được ủy thác cho mình. Kính mời cộng đoàn đứng. Lạy Cha là Thiên Chúa và là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Cha là Cha nhân từ, là Thiên Chúa mọi nguồn an ủi. Cha ngự trên trời cao thẳm và đoái nhìn xuống chốn thấp hèn. Cha thấu suốt mọi sự trước khi chúng được tác thành. Cha đã dùng lời ân sủng mà ban bố các quy tắc trong hội thánh. Từ nguyên thủy, Cha đã tiền định cho dòng dõi những người công chính phát xuất từ Abraham. Cha đã thiết lập những vị thủ lãnh và tư thế và không để thánh điện Cha thiếu người phục vụ. Từ khi sáng tạo thế gian, Cha đã muốn được tôn vinh nơi những người Cha đã tuyển chọn. Và giờ đây xin Cha tuôn đồ trên vị thiên chức này thần luật phát xuất từ nơi Cha là thánh thần thủ lãnh mà Cha đã ban cho con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô. Và chính Đức Kitô lại ban cho các thánh tông đồ. Các vị này đã thiết lập hội thánh mỗi nơi như một thánh điện Cha để tôn vinh và ca tụng danh Cha muôn đời. Lạy Cha là đứng thâu suốt mọi tâm hồn, xin ban cho tôi tớ mà Cha đã tuyển chọn lên chức giám mục biết chăn dắt đoàn chiên thánh của Cha và thực hành chức thượng tế trước mặt Cha cách hoàn hảo khi phục vụ Cha đêm ngày. Đó hầu tôi thơ Cha luôn bày tỏ dung nhan hiện từ của Cha và tiếng dâng lễ vật của hội thánh Cha. Xin Cha ban cho tôi thơ Cha nhờ sức mạnh của thánh thần được lãnh nhận quyền thượng tế tha tội theo lệnh truyền của Cha, đồng thời biết phân phát mọi ân huệ theo mệnh lệnh của Cha và thao gỡ mọi xiềng xích theo quyền năng Cha đã ban cho các tông đồ. Xin cho tôi tớ Cha biết sống đẹp lòng Cha khi thiên dâng lên Cha hương thơm dịu ngọt với tâm hồn hiền lành và trong sạch nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha, nhờ người mà vinh quang quyền lực và vinh dự đều quy về Cha cùng với Chúa Thánh Thần trong hội thánh từ bây giờ và cho đến muôn đời. Amen. Kính mời cộng đoàn ngồi. Nghi thức sức dầu thánh. Việc sức dầu thánh trên vị tân chức như một dấu chỉ hữu hình của việc tuyển chọn và trao ban đầy quyền nhiệm, đồng thời cũng là bảo chứng của ơn thánh dồi dào được trao ban cho chức vụ giám mục cao cả và trọng đại. Xin Thiên Chúa đấng đã cho hiền đệ tham dự vào chức thượng tế của Chúa Kitô tuôn đổ trên hiền đệ chất dầu quyền nhiệm và lấy ơn phúc thiêng liêng dồi dào làm cho hiền đệ được nên phong phú. Trao ban nhiệm vụ được chia sẻ và nhân danh Đức Giêsu Kitô trong chức vụ là thầy, là tư tế và là mục tử, vị tiến chức sẽ công khai và kính cẩn nhận lấy sách phúc âm làm lương thực để nuôi sống đàn chiên. Hiền đệ hãy lãnh nhận phúc âm và hãy rao truyền lời Chúa trong tinh thần nhẫn nại và hiểu biết. Nhẫn vàng làm trang sức cho lòng trung thành với giáo hội. Hiền đệ hãy lãnh nhận chiếc nhẫn ấn tín của đức tin với đức tin nguyên tuyền làm trang sức
hiền đệ hãy gìn giữ vị hiền thê của Thiên Chúa là hội thánh được vẹn toàn. Mũ Mitra làm bằng chứng cho tinh thần phục vụ theo gương Chúa Kitô. Hiền đệ hãy lãnh nhận chiếc mũ này và làm cho ánh sáng thánh thiện rực lên nơi hiền đệ, để khi vị thủ lãnh các mục tử xuất hiện, hiền đệ xứng đáng lĩnh nhận triều thiên vinh quang bất diệt. Và gậy mục tử làm phong cách chủ chăn của mình. Hiền đệ hãy lĩnh nhận chiếc gậy dấu hiệu nhiệm vụ chủ chăn và hãy chú ý đến toàn thể đoàn chiên nơi đó Chúa Thánh Thần đã đặt hiện đệ làm giám mục cai trị hội Thánh Chúa. Tiếp nhận sứ vụ. Trong giây phút lịch sử này, nhân danh Đức Thánh Cha Phanxicô đáng kính, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ vui mừng và tin tưởng trao ngai tòa giám mục giáo phận Vĩnh Long cho vị tân chức hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, với khẩu hiệu hãy ra khơi và thả lưới, Duc in entum et laxate, xin trân trọng giới thiệu Đức Tân Giám mục Chánh tòa Giáo phận Vĩnh Long, Phêrô Quỳnh Văn II. Trao hôn bình an. Các vị giám mục hiện diện sẽ trao hôn bình an cho vị tân chức như một dấu chỉ mạnh mẽ của sự đón nhận, hợp nhất và liên kết bền bỉ đầy yêu thương của các thành viên trong Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Giờ đây, hiệp giới của lễ muôn đời hoàn hảo trên bàn thờ là Đức Giêsu Kitô. Một lần nữa, chúng ta vui mừng tạ ơn Thiên Chúa, tiến dâng giáo phận cho lòng thương xót vô biên của Người, để cầu mong cho mùa xuân mới đang về trên mảnh đất thân yêu này, đoàn con Chúa niềm hăng say phấn khởi, vững bước tiến lên khắp nẻo đường đời, tình huynh đệ như men nồng rượu mới, dân thánh Ngài cùng chia sẻ an vui. Thank you.
chiên Thiên Chúa tự yên mang tôi tề. Xin cho công chúa anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa hy tế ca ngợi này để xin Chúa gia tăng lòng phụng thờ cho chúng con, hầu những người không xứng đáng mà cũng được Chúa ban ơn, sẽ luôn được Chúa thương tình nâng đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Bằng việc sức dầu Thánh Thần, Cha đã đặt con một Cha làm vị thượng tế của giao ước mới và vĩnh cửu, và đã đoái thương an bài cách kỳ diệu cho chức tư tế duy nhất của người được duy trì trong hội thánh. Vì chưng chính người không những ban chức tư tế hoàng vương cho dân được chọn làm sở hữu, mà còn lấy tình huynh đệ tuyển chọn những người tham dự vào thừa tác vụ thánh của mình qua nghi thức đặt tay. Những người này nhân danh người làm sống lại hy lễ cứu độ nhân loại, khi dọn cho các con cái Cha bữa tiệc vượt qua, và làm gương cho dân Cha bằng đức mến, nuôi dưỡng họ bằng lời Cha và bổ dưỡng sức họ bằng các bí tích, khi phó mạng sống mình cho Cha và cho phần rỗi các anh em. Những người đó cố gắng trở nên giống hình ảnh của chính Đức Kitô và hằng làm chứng cho Cha về lòng tin và lòng mến. Vì thế, lạy Cha, cùng với toàn thể các thiên thần và các thánh, chúng con hoan hỷ tung hô và xưng tụng Cha rằng: thật là Đấng Thánh là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nó mình chịu khổ hình người.
cầm lấy bánh tạ ơn và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ đi nôm vì các con. Cùng một thể thứ ấy sau bữa ăn thôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức men cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Con là tôi tớ bất sinh của Chúa và các đức giáo mục Việt Nam. Cùng tôi tớ Chúa đây là Đức Giáo mục Phêrô Huỳnh Văn Hai, mà hôm nay Chúa đã muốn đặt làm mục tử của giáo phận Vĩnh Long và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là các đức cha tiền nhiệm, các linh mục, tu sĩ và toàn thể giáo dân giáo phận Vĩnh Long chúng con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện đem Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đứng cứu độ chúng con. Vì thương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lời tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một đời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Kính báo về việc rước lễ, chúng con kính mời quý đức hồng y, quý đức cha và quý viện phụ rước lễ trên bàn thờ. Chúng con kính mời quý cha trên khu vực cung thánh rước lễ tại chỗ với mình máu thánh Chúa do hai cha giúp lễ mang xuống. Chúng con kính mời quý cha ở các dãy bàn rước lễ ở hai khu vực được xếp đặt trước cung thánh. Quý cha được mời giúp trao mình thánh Chúa trong cuộc lễ hôm nay, xin vui lòng theo sát sự hướng dẫn của ban trật tự. Với quý bà con đang ở bất kỳ vị trí nào khi tham dự cuộc lễ hôm nay, chúng ta cứ đứng yên tại chỗ cho đến khi quý cha mang mình thánh Chúa đến những nơi đã được ấn định. Chúng ta hãy bắt đầu rước lễ. Và sau cùng, cho phép chúng con được kính báo thêm rằng phần rước lễ chỉ dành cho những người công giáo mà thôi. Mong quý khách không phải là công giáo vui lòng ngồi lại tại chỗ trong giờ rước lễ. Xin trân trọng cảm ơn.
làm khí cụ của Chúa, truyền xưng sông vô biên, làm chính ta trung kiên, làm tấm bánh thơm ngon đường, bè ra nhiên trao muôn người. Chọn con, Chúa muốn hiện thân trong thân phận của con để cứu vớt sinh linh, để hướng tới vô biên, để tiếp nối yêu thương bằng con tim mở ra vô cùng. Chúng con xin được thông báo đến quý cha đang giúp trao bình thánh Chúa. Khi chúng ta đã trao bình thánh Chúa xong rồi, chúng ta mang tất cả bình thánh Chúa còn lại ra phía sau khu vực của bàn thờ. Chúng ta không quay trở lên bàn thờ. Nơi đó có khu vực dọn sẵn để lưu giữ bình thánh Chúa. Chúng con xin cảm ơn.
một cuộc phiêu lưu, dám xin vâng, dám lên đường, dám trả lời lạy Chúa con đây. Xin cho con dám dâng bước theo Ngài, dẫu trên đường còn nhiều chông gai, dám hy sinh, dám quên mình, dám sẵn sàng thường thi ý Ngài. Xin cho con trở nên của lễ, sáng tay mỗi ngày lễ kính dâng cha. Xin cho con trở nên nhỏ bé, để Chúa đắp lên trong con hằng ngày. Xin cho con dám thi hết cuộc đời, để âm thầm phụng vụ ân em, dám yêu thương hết mọi người, giống như Ngài Mùng Tứ Khiêm Nhu. Xin cho con dám gắng bó cuộc đời với duyên tình thầm từ vinh quang với Giê-xu đấng con thờ, để nên lời người ca chúc tùng. Xin cho con chờ theo lời Chúa, cho con một người được biết danh Cha. Xin cho con bàn tay của Chúa, để cứu thế gian bao nhiêu tội mình. Cho con dám hiến tế cuộc đời, dám đi vào một cuộc phiêu lưu, dám xin vâng, dám lên đường, dám trả lời lạy Chúa con đây. Xin cho con dám những bước theo Ngài, dẫu trên đường còn nhiều chông gai, dám hy sinh, dám quên mình, dám sẵn sàng thường thi ý Ngài. Xin cho con trở nên của lễ, sáng tay mỗi ngày lễ kính dâng cha. Xin cho con trở nên nhỏ bé, để Chúa đắp lên trong con hằng. Cho con dám thi hết cuộc đời, để âm thầm phụng vụ ân em, dám yêu thương hết mọi người, giống như Ngài Mùng Tứ Khiêm Nhu. Xin cho con dám gắng bó cuộc đời với duyên tình thầm từ vinh quang với Giê-xu đấng con thờ, để nên lời người ca chúc tụng.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa làm cho linh dược của lòng thương xót Chúa có công hiệu hoàn toàn nơi chúng con. Xin Chúa thương kiện toàn và phù trợ chúng con, để chúng con có thể làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Phép lành của Tân Giám Mục, để tỏ lòng thương mến hiền phụ trong nhiệm vụ mới, Đức Tân Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long sẽ triều mến và ân cần trao ban phép lành đầu tay cho cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện nơi đây. Nguyện xin hồng ân Chúa Thánh Thần, đấng dẫn dắt giáo hội, đổ đầy ơn thánh của người trên toàn giáo phận, nơi mà Đức Cha Phêrô sẽ tiếp tục hoàn thành công trình mà Chúa Thánh Thần đã khởi sự. Hai thánh tử đạo Philippe Phan Văn Minh và Giuse Trùm Lụ đã bảo vệ, và quý đức cha tiền nhiệm đáng kính đã kiên trì gìn giữ. Chúng con kính mời quý cha trên cung thánh ngồi. Kính mời quý cha ngồi. Mời cộng đoàn đứng để chúng ta lãnh nhận phép lành của Tân Giám Mục. Sức sống người đi trong nước mơ và người về trong câu ca, tay ôm bó lúa lòng mừng bao la. Hãy subscribe.
Chúng con xin kính mời cộng đoàn an tọa. Kính thưa cộng đoàn, chính thức thay mặt cho Đức Thánh Cha Francisco tại Việt Nam và cách riêng trong thánh lễ này, đó là Đức Tổng Giám mục Leopoldo Ghiseli. Trong ngày đại lễ hôm nay, Đức Tổng cũng muốn có đôi lời nhắn nhủ và chúc mừng cho giáo phận Vĩnh Long. Chúng con xin trân trọng kính mời Đức Tổng. Chúng con kính mời cha thư ký của Đức Tổng chuyển nghĩa cho chúng con. Đức Tổng Giám mục Phaolô, quý Đức Hồng Hy, quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ anh chị em tâm mến. It is with a great joy that I take part in this episcopal ordination of the new bishop of Vĩnh Long. Với niềm vui lớn lao của ngày hôm nay, tôi rất vui mừng được hiện diện với Hội đồng Giám mục Việt Nam trong ngày phong chức cho tân giám mục. I extend to the new bishop Peter as well as to the priests and to the faithful of the Diocese of Vĩnh Long my heartfelt congratulations. Tôi xin kính gửi đến Đức Cha Phêrô, các linh mục cũng như toàn thể giáo dân giáo phận Vĩnh Long lời chúc mừng của tôi. I convey to you the greetings and the blessings of the Holy Father Francis on this special occasion for the Diocese of Vĩnh Long. Và tôi cũng xin kính truyền đến tất cả lời chào mừng cũng như là phép lành của Đức Thánh Cha Francisco gửi đến toàn thể giáo phận Vĩnh Long trong dịp đặc biệt này. Today, a new journey begins for the Diocese of Vĩnh Long, and I exhort you to be close to your new shepherd, Bishop Peter. Và ngày hôm nay đánh dấu một bước hành trình mới của giáo phận Vĩnh Long, và chúng ta đã có vị tân giám mục Đức Cha Phêrô. Đức Cha Phêrô tâm mến, I cordially congratulate you and greet you with affection, the one that comes from collegialitas affectiva that unites all bishops in one apostolic body. Đức Cha Phêrô kính mến, tôi thân ái chúc mừng và chào đón Đức Cha với niềm cảm kích xuất phát từ tình huynh đệ hiệp nhất các giám mục trong tông đồ đoàn. For every priest, imitation of the good shepherd is the obligatory way to his own sanctification and the essential condition for exercising the pastoral ministry responsibility. Đối với mỗi linh mục, noi gương vị mục tử nhân lành là phương thức bắt buộc để thánh hóa chính bản thân mình, là điều kiện cần thiết cho việc thi hành sứ vụ mục tử có trách nhiệm. If this applies to priests, it also applies especially to bishops. Indeed, it is important not to forget that one of the bishop's essential tasks is precisely to help priests by his example and his brotherly support. Nếu được áp dụng cho các linh mục, thì điều này cũng được áp dụng đặc biệt cho các giám mục. Thật vậy, điều quan trọng là đừng quên rằng một cách chính xác, một trong những nhiệm vụ cần thiết của giám mục là giúp các linh mục
bằng chính gương sáng và sự nâng đỡ huynh đệ. The bishop will always strive to relate to his priests as a father and brother who loves them, listens to them, welcomes them, corrects them, supports them, seeks their cooperation, and as much as possible is concerned for their human, spiritual, ministerial, and financial well-being. Đức Giám mục sẽ luôn nỗ lực thiết lập mối tương giao với các linh mục của mình, yêu thương, lắng nghe, đón nhận, sửa dạy, nâng đỡ, tìm kiếm sự cộng tác của các linh mục, và bao nhiêu có thể hãy quan tâm đến các linh mục sao cho họ được an tâm về tâm linh, nhân bản, sứ vụ và tài chánh. The Evangelist Luke wrote that Jesus Christ chose the 12 apostles after spending the whole night on the mountain in prayer. And the Evangelist Mark explained that the 12 were chosen to be with him and to be sent out. Thánh sử Luca đã viết rằng sau suốt đêm cầu nguyện trên núi, Chúa Giêsu Kitô đã chọn nhóm 12 tông đồ, và Thánh Marco giải thích rằng nhóm 12 được chọn là để họ ở với Ngài và để Ngài sai đi rao giảng. Like the apostles, you too, dear Bishop Peter, has been called primarily to be with Christ, to know him more deeply and to share in his mystery of love. Cũng như các tông đồ, thưa Đức cha Phêrô, Đức cha cũng được gọi trước hết là để ở với Chúa Kitô, để biết Ngài sâu sắc hơn và để chia sẻ trong mầu nhiệm tình yêu của Ngài. Through personal prayer, the bishop is called to grow towards God and in a filial spirit, learning confidence, trust and faithfulness. Qua đời sống cầu nguyện cá nhân, giám mục được mời gọi tăng trưởng trong tình con thảo, học hỏi niềm tin tưởng, trông cậy và trung thành với Thiên Chúa. The apostles understood well that prayerful listening and the proclamation of what they had heard were to take priority over the many things to be done. So they decided, we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. Các tông đồ hiểu rất rõ việc lắng nghe trong cầu nguyện và việc công bố những gì họ đã được nghe phải được đặt ưu tiên trên hết các việc phải làm. Vì vậy các ngài đã quyết định, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời. Indeed, this program of prayer and evangelization is more timely than ever. Cầu nguyện và rao giảng tin mừng là chương trình tông đồ mang tính thức thời hơn bao giờ hết. In a bishop's ministry today, the organizational aspects are absorbing, the commitments many and the needs always numerous. But the first place in the life of a successor of the apostles must be for God. Trong vai trò mục tử của giám mục hiện nay, các phương diện về mặt tổ chức thì hấp dẫn, những cam kết thì nhiều và các nhu cầu thì vô số. Nhưng vị trí hàng đầu trong cuộc đời của người kế vị các tông đồ phải được đặt ưu tiên dành cho Thiên Chúa. Dear Bishop Peter, make this cathedral an exemplary house of prayer, particularly liturgical prayer, where the diocesan community, reunited with you as its shepherd, can praise and thank God for the work of salvation and intercede for all people. Đức cha Phêrô quý mến, hãy làm cho ngôi nhà thờ chánh tòa này là ngôi nhà kiểu mẫu của cầu nguyện, đặc biệt là việc cầu nguyện trong phụng vụ, nơi cộng đoàn giáo phận hợp nhất với Đức cha là vị mục tử của cộng đoàn có thể ca ngợi và cảm tạ Thiên Chúa
vì công cuộc cứu độ và chuyển cầu cho muôn dân. It is from prayer that you must draw light, strength and comfort in your pastoral activity, so as to be sustained in the persistent proclamation of the gospel, not only to the Catholics, but even more to the non-Catholics. Xuất phát từ việc cầu nguyện mà Đức Cha đón nhận được ánh sáng, sức mạnh và sự an ủi trong hoạt động mục vụ của Đức Cha, cũng như để duy trì công việc bền bỉ loan báo tin mừng không chỉ cho người Công giáo, nhưng còn hơn thế nữa cho những người không Công giáo. The Diocese of Vinh Long needs this kind of program, fervent prayer and tireless evangelization. Giáo phận Vĩnh Long cần chương trình hoạt động này là cầu nguyện sốt sắng và loan báo tin mừng không mệt mỏi. I cordially thank Father Peter Zhuang Van Than for being the diocesan administrator and leading the Diocese of Vinh Long during the recent 2 years with patience and humility. Thưa cha Phêrô Dương Văn Thận, tôi xin chân thành cảm ơn cha bởi vì trong vai trò giám quản giáo phận Vĩnh Long của cha, trong suốt 2 năm vừa qua, cha đã đóng vai trò của vị mục tử dẫn dắt giáo phận trong sự kiên nhẫn bền bỉ và khiêm tốn. Dear Bishop Peter, thank you for the shepherding you are going to render to the Diocese of Vinh Long with dedication and love. Thưa Đức Cha Phêrô, xin chân thành cảm ơn Đức Cha đã lãnh nhận giáo phận Vĩnh Long với nhiệm vụ mục tử trong sự dấn thân và lòng yêu mến. At the beginning of your episcopal ministry, do your utmost to make the Jubilee Year of Mercy an opportunity to strengthen faith in your diocese. Khởi đầu cho thừa tác vụ giám mục của Đức Cha, Đức Cha hãy làm hết sức mình sao cho năm thánh lòng thương xót là một cơ hội để củng cố đức tin trong giáo phận của Đức Cha. From heaven, Bishop Thomas prays for you and joins us in imploring upon you and your ministry the abundant blessings of God. Từ trời cao, Đức Cha Thomas hằng cầu nguyện cho Đức Cha và liên kết với chúng ta trong lời khẩn nài xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành dồi dào xuống trên Đức Cha và công việc mục vụ của Đức Cha. May the martyr Philip Van Minh and the Blessed Virgin Mary protect you. Cầu xin Thánh Tử Đạo Philip Phan Văn Minh và Đức Trinh Nữ Maria che chở cho Đức Cha. Xin cảm ơn anh chị em. Chúng con xin cảm ơn Đức Tổng. Kính thưa cộng đoàn, với việc tấn phong hôm nay, Đức Cha Phêrô Quỳnh Văn II sẽ chính thức là thành viên của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Giờ đây, Đức Cha Chủ tịch sẽ có đôi lời chào mừng và giới thiệu với quý Đức Cha. Chúng con xin trân trọng kính mời Đức Tổng Phaolô. Chúng con xin kính mời Đức Tổng. Trọng kính Đức Cha Phêrô, tân giám mục giáo phận Vĩnh Long. Thay lời cho Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đại diện cho Quỹ Đức Hồng Y, tất cả các giám mục hôm nay có mặt cũng như vắng mặt, chúng tôi muốn chia vui với giáo phận Vĩnh Long và chúc mừng Đức tân giám mục Phêrô. Trước hết, xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì sau hơn 2 năm trời trống tòa, hôm nay giáo phận Vĩnh Long đã được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm một vị chủ chân mới, Đức tân giám mục Phêrô. Đây là một niềm vui lớn của giáo phận Vĩnh Long và của cả giáo hội Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam
hân hoan chúc mừng Đức Cha Phêrô trong sứ vụ mới. Và đây là một hồng ân cao cả, nhưng đồng thời cũng là một trách nhiệm nặng nề và khó khăn. Hội đồng Giám mục Việt Nam xin chia sẻ gánh nặng bằng tình hiệp thông huynh đệ và lời cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên Đức Cha muôn ơn cần thiết để Đức Cha chu toàn một cách tốt đẹp nhất sứ vụ chủ chân này. Chúng tôi cũng hân hoan xin đón nhận Đức Cha làm thành viên mới của Hội đồng Giám mục Việt Nam, và từ nay rất vui mừng Hội đồng Giám mục Việt Nam có thêm một thành viên mới trẻ trung, năng động để cùng nhau chúng ta phục vụ giáo hội tại Việt Nam. Một lần nữa xin chân thần chúc mừng Đức Cha và xin chia vui với cộng đoàn dân Chúa của giáo phận Vĩnh Long. Xin chúc mừng. Chúng con xin cảm ơn Đức Tổng và kính thưa cộng đoàn, hôm nay giáo phận Vĩnh Long của chúng con thật là hân hạnh được chào đón Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con biết rằng Đức Hồng Y rất quý mến giáo phận của chúng con, và hôm nay nhân ngày trọng đại này, Đức Hồng Y cũng muốn có đôi lời nhắn nhủ cho giáo phận chúng con. Chúng con kính mời Đức Hồng Y. Vị đại diện tòa thánh cũng như đại diện cho Hội đồng Giám mục Việt Nam thì chúc mừng Đức Tân Giám mục. Tôi xin vắn tắt đôi lời vừa chúc mừng vừa chia vui với giáo phận Vĩnh Long. Giáo phận Vĩnh Long gồm có Tân Giám mục, gồm có hàng linh mục, tu sĩ nam nữ, rồi giáo dân. Tôi xin chúc mừng là chia vui với mọi người giáo phận Vĩnh Long. Năm 2013 có hai giáo phận ở trong giáo tỉnh Sài Gòn này vắng giám mục, đó là Mỹ Tho và Vĩnh Long. Tới đầu năm 2014 thì tôi đã nghe tin giáo phận Mỹ Tho có giám mục mới, còn giáo mục Vĩnh Long thì chưa có giám mục. Tôi mới gặp vị đại diện tòa thánh Đức Tổng Giám mục Giê-li này. Tôi hỏi chứ còn Vĩnh Long thì sao? Thì Ngài trả lời thế này. Thế Ngài trả lời rằng Vĩnh Long á, Chúa Anh Thần đi vắng. Tôi không biết đi vắng đi đâu, đi hướng nào, tại sao, không biết. Nhưng mà Ngài nói vậy đó, tôi suy nghĩ. Cho tới cuối năm 2014, sau nhiều tháng gặp Ngài lại, cũng chưa thấy Vĩnh Long, chưa có thấy giám mục. Tôi hỏi nữa, tôi hỏi chứ sao Chúa Anh Thần đi vắng lâu vậy? Thì Ngài nói Chúa Anh Thần ông không biết đường về. Thế khi mà Đức Tân Giám mục Vĩnh Long này được bổ nhiệm, Vatican bổ nhiệm rồi, gặp tôi, đến chào tôi, thì tôi mới chia vui, chúc mừng và chia vui với Vĩnh Long. Lúc bây giờ là Chúa Anh Thần đã trở lại. Rồi cho nên tôi chúc mừng và chia vui là Chúa Anh Thần hôm nay đây đại diện tất cả giáo hội Việt Nam từ Bắc chí Nam đều có mặt ở đây để đón nhận Chúa Anh Thần trong cái dịp vui mừng của giáo phận Vĩnh Long. Cho nên chúng tôi chia sẻ niềm vui đó, chúc cho Vĩnh Long giữ Chúa Anh Thần mãi mãi. Làm thế nào? Tôi thấy ông Tân Giám mục ông không có khỏe mạnh lắm, hơi ốm yếu, cho nên làm sao hàng linh mục, rồi tu sĩ, rồi giáo dân chịu khó cùng nhau liên kết với nhau mà giữ Chúa Anh Thần để cho ông giám mục ông sống lâu lâu một chút. Xin chúc mừng. Chúng con xin cảm ơn những lời nhắn nhủ của Đức Hồng Y. Giờ đây, Tân Giám mục Chánh tòa Vĩnh Long
Giờ đây chúng con xin kính mời đại diện của Cộng đoàn Dân Chúa Giáo Phận Vĩnh Long sẽ có đôi lời chúc mừng Đức Tân Giám Mục. Chúng con xin kính mời cha Phêrô Dương Văn Thạnh thay mặt cho toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa Giáo Phận Vĩnh Long. Trọng kính Đức cha Phêrô, thánh lễ tấn phong giám mục của Đức cha vừa được cử hành một cách trang trọng trong niềm vui của Cộng đoàn Dân Chúa. Con xin đại diện cho linh mục đoàn giáo phận, chúng sinh tu sĩ nam nữ và anh chị em tín hữu giáo phận Vĩnh Long xin được chúc mừng Đức cha và bày tỏ tâm tình tri ân sâu xa. Kính thưa Đức cha, chúng con thật vui mừng khi nghe tòa thánh bổ nhiệm Đức cha làm giám mục chính tòa giáo phận Vĩnh Long. Chúng con cùng nhau tạ ơn Chúa vì hồng ân Chúa ban cho giáo phận và cùng nhau dâng những việc hy sinh để cầu nguyện cho Đức cha. Hồng ân này không chỉ dành riêng cho Đức cha, nhưng cũng dành cho toàn thể gia đình giáo phận Vĩnh Long, vì giám mục được đặt lên làm người phục vụ như là Thánh Augustino cho anh em: tôi là giám mục. Từ nay, Đức cha là vị giám mục chính tòa thứ năm được Chúa trao phó sứ mạng chăm sóc đoàn chiên giáo phận Vĩnh Long. Chúng con muốn bày tỏ tình hiệp thông với nhau chung quanh Đức cha để thực hiện lý tưởng và châm ngôn hành động mà Đức cha đã chọn: hãy ra khơi và thả lưới. Kính thưa Đức cha, khẩu hiệu và biểu tượng mà Đức cha đã chọn: Duc in Antum et Laxate, hãy ra khơi và thả lưới, nhắc chúng con rất nhiều đến việc truyền giáo và động lực truyền giáo. Hãy ra khơi, ra chỗ nước sâu, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhất là giáo phận chúng ta có rất nhiều tôn giáo khác, người Khmer hiện diện, còn nhiều vùng sâu và xa chưa có một cái dấu vết gì về Kitô giáo, không hề được nghe chữ Giêsu Kitô, nên rất cần đến với họ. Ra chỗ nước sâu là đi vào sự nguy hiểm theo kinh nghiệm đánh cá, nhưng ra chỗ nước sâu lại có nhiều cá để đánh bắt. Và thả lưới, nhắc chúng con khi đi ra chỗ nước sâu thì còn phải làm việc nữa, làm việc vất vả chứ không thì uổng công, cho nên cần có sự hy sinh thức đêm thức ngày, và nhờ thế mới mong được kết quả hầu như rách cả lưới. Ngoài ra còn có hình chim bồ câu và con thuyền, với ý nghĩa là Chúa Thánh Thần hướng dẫn con thuyền giáo phận ra khơi đánh bắt, thu được nhiều cá và cập bến bình an. Trọng kính Đức cha, quy hiệu và khẩu hiệu của Đức cha là một lời nhắc nhở, cũng là lời mời gọi giáo phận cùng với Đức cha dấn thân. Chúng con hy vọng với ơn Chúa và với sự hướng dẫn của Đức cha, giáo phận Vĩnh Long sẽ bước tới tương lai với mùa bội thu, là mang Chúa đến cho mọi người và đưa nhiều người về cùng một đàn chiên của vị mục tử nhân hậu là Đức Giêsu Kitô. Xin Chúa chúc lành và luôn đồng hành với Đức cha trong sứ vụ chăn dắt giáo phận, hướng dẫn con thuyền giáo phận ra khơi đánh bắt, thu được nhiều cá và cập bến bình an. Chúng con toàn thể linh mục đoàn, chúng sinh tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân nguyện tuyệt đối kính trọng và dân phục trong mọi quyết định của nhiệm vụ giám mục của Đức cha theo giáo luật, nhằm làm vinh danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi các linh hồn. Chúng con kính chúc Đức cha luôn mạnh khỏe, hồn xác và lòng can đảm tông đồ để mưu cầu ích lợi cho đoàn chiên giáo phận Vĩnh Long đã được trao phó cho Đức cha. Chúng con hứa sẽ cầu nguyện thật nhiều cho Đức cha và hết lòng cộng tác với Đức cha trong mọi lĩnh vực nhằm thăng tiến đời sống đức tin của dân Chúa và loan báo tin mừng cho muôn dân. Nguyện xin Thiên Chúa nhờ lời cầu bào của mẹ Maria và thánh cả Giuse chúc lành cho công việc mục tử của Đức cha. Chúng con xin chúc mừng, xin được chia vui niềm vui của chúng con hôm nay cùng với Đức cha. Xin dâng lên Đức cha chúc hòa mọn là bản tổng kết tuần cửu nhật cầu nguyện của toàn thể giáo phận, và lẵng hoa tươi tượng trưng cho tấm lòng của toàn thể con cái trong giáo phận. Xin Đức cha vui nhận lòng yêu mến của chúng con dành cho
Đức Cha. Với lẵng hoa tươi thắm này, chúng con cầu xin cho lòng yêu mến và sự trung thành của chúng con với Đức Cha luôn tươi thắm vững bền. Chúng con xin kính dâng tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Thánh Thể của toàn giáo phận, hiệp thông trong lời tạ ơn Thiên Chúa và tỏ lòng quyết tâm đồng hành với Đức Cha trong sứ vụ mới. Chúng con sẽ cùng với Đức Cha ra khơi và thả lưới. Giờ đây, trước khi đại lễ tấn phong được khép lại, Tân Giám Mục Chánh Tòa Vĩnh Long sẽ có đôi lời tri ân Mẹ Giáo Hội, cảm tạ quý quan khách và ngỏ lời chào đón đàn chiên của mình. Xin kính mời Đức Cha. Trọng kính Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam. Trọng kính Đức Tổng Giám Mục Paulo Bùi Văn Độc, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam. Trọng kính Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn. Trọng kính quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý Viện Phụ, quý Cha Tổng Đại diện, quý Cha, quý Bề Trên, quý Tu Sĩ Nam Nữ, thân bằng, quyến thuộc và quý khách xa gần. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Lời Thánh Vịnh 117 cũng là tâm tình tạ ơn đầu tiên mà con xin mọi người họp với con dâng lên Thiên Chúa. Trải qua hành trình 61 năm của cuộc đời, Chúa đã âm thầm từng bước chuẩn bị cho con có ngày hôm nay. Dù biết con bất toàn, yếu đuối, nhưng Chúa vẫn chọn con để phục vụ Ngài và giáo hội hiền thê của Ngài. Con muốn mượn lời của Mẹ Maria, người mẹ đã bao bọc chở che con trong suốt cuộc hành trình, để dâng lên Chúa lời tạ ơn của con. Linh hồn con ngợi khen Chúa, thần trí con hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa đấng cứu độ con. Với lòng yêu mến vâng phục, trước hết con xin tri ân Đức Thánh Cha Phanxicô, qua trung gian Đức Tổng Giám Mục đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam và Thánh Bộ Truyền Giáo. Vì lòng ưu ái gia đình giáo phận Vĩnh Long, Đức Thánh Cha đã đặt con làm giám mục giáo phận Vĩnh Long để phục vụ dân Chúa trong gia đình giáo phận này. Kính xin Đức Tổng chuyển lên Đức Thánh Cha và Tòa Thánh lòng trung thành, yêu mến và chân tình biết ơn của con. Con nguyện đem hết khả năng để phục vụ giáo hội theo gương vị mục tử tối cao là Chúa Giêsu, trong sự hiệp nhất với giám mục đoàn. Con xin cảm ơn Đức Tổng Phaolô, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý Hồng Y, quý Đức Cha, vì yêu thương giáo phận và bản thân con, trong những ngày qua đã gọi điện, gửi thư chúc mừng và hôm nay hiện diện một cách đặc biệt trong thánh lễ tân phong, đặt tay thánh hiến con và đón nhận con vào giám mục đoàn. Cách riêng, con xin cảm ơn Đức Tổng Giám mục Paulo Bùi Văn Độc, chủ phong, hai Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh và Đức Cha Stefano Tri Vũ Thiên, phụ phong. Kính quý Đức Cha, con được diễm phúc làm giám mục trong bối cảnh giáo hội Việt Nam bước vào năm phúc âm hóa đời sống xã hội và cùng với giáo hội Hoàng Vũ bước vào năm thánh lòng thương xót. Sự hiện diện của quý Đức Cha hôm nay là một sự khích lệ cho con trong sứ vụ mới. Con tin tưởng quý Đức Cha sẽ tiếp tục nâng đỡ và trợ giúp kinh nghiệm để con có thể chu toàn sứ vụ mà Thiên Chúa trao phó.
Xin chân thành cảm ơn quý hiền phụ, quý cha tổng đại diện, quý đức ông, quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ và quý khách. Có những vị từ các giáo phận miền Bắc, miền Trung, cũng như từ hải ngoại xa xôi đã điện thoại gửi thư chúc mừng và động viên khích lệ con. Và hôm nay sự hiện diện đông đảo của quý vị đã biểu lộ tình hiệp thông sâu xa với giáo hội Việt Nam, biểu lộ lòng yêu mến giáo phận Vĩnh Long và cách riêng là tình cảm đặc biệt dành cho cá nhân con. Con hy vọng rằng ngày nay, cùng với đà phát triển của xã hội, khoảng cách địa lý không còn là sự cản trở con người đến với nhau. Quý vị không chỉ đến giáo phận Vĩnh Long ngày hôm nay trong thánh lễ tân phong như một vị khách, mà trong tương lai hãy xem giáo phận Vĩnh Long như là một ngôi nhà thân thương của quý vị, để có thể cùng con và gia đình giáo phận phục vụ mọi người như các tông đồ xưa. Với tâm tình biết ơn, con nhớ đến quý đức cha tiền nhiệm, quý ân sư của tiểu chủng viện Thánh Philippe Phan Văn Minh Vĩnh Long, đại chủng viện Vĩnh Long, hội thừa sai Paris và học viện Công giáo Paris. Có những vị đã qua đời, có người nay đã già yếu, nhưng cũng có những ân sư ngày hôm nay vẫn còn miệt mài với công việc đào tạo, phục vụ giáo hội. Thưa các ngài, con có được ngày hôm nay là kết quả của bao công sức của các ngài đổ ra. Con xin Chúa thay con trả công cho các ngài. Trong giây phút này, con không thể không nói lời tri ân đặc biệt đến những bậc sinh thành và dưỡng dục con. Dù các ngài không còn nữa, nhưng hình bóng và công ơn của các ngài vẫn in đậm trong tâm cảm của con. Xin Chúa thương ban cho các ngài hạnh phúc muôn đời trên thiên quốc, là nơi mà các ngài hằng khao khát và dạy con tìm kiếm. Con cũng xin tri ân thân bằng quyến thuộc con có được hôm nay là có không ít sự hy sinh của quý thân bằng quyến thuộc. Xin mọi người tiếp tục hy sinh và cầu nguyện cho con. Xin cảm ơn các bạn đồng môn. Dù hiện nay có người là giám mục, có người là linh mục, hay là có những người đang sống bậc giáo dân, tình bạn đã liên kết chúng ta trong chiều dài thời gian với biết bao sướng khổ và nhiều kỷ niệm khó quên. Chúng ta mãi mãi vẫn là bạn của nhau. Tôi xin chân thành cảm ơn chính quyền các cấp và đặc biệt chính quyền tỉnh Vĩnh Long đã tạo mọi điều kiện cho ngày vui của giáo phận chúng tôi được tiến hành thuận lợi. Xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của quý anh chị tôn giáo bạn. Một cách đặc biệt, tôi xin gửi lời chào thân ái và tri ân đến cha Phêrô Dương Văn Thạnh, nguyên giám quản giáo phận, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh và toàn thể anh chị em tín hữu giáo phận Vĩnh Long. Giáo phận Vĩnh Long là nơi đã cưu mang tôi, cho tôi được làm người và làm con Chúa. Và hôm nay, Chúa đặt tôi làm người phục vụ đoàn chiên giáo phận Vĩnh Long của Chúa. Là người con của gia đình giáo phận, tôi xin thưa với mọi người rằng chiếc nhẫn mà giáo hội mẹ vừa đeo vào tay tôi chính là chiếc nhẫn hôn ước gắn trọn cuộc đời của tôi để phục vụ anh chị em. Tôi nguyện trao hiến cuộc đời cho anh chị em với tất cả lòng yêu mến chân thành của tôi. Xin cảm ơn mọi người trong những ngày qua đã cầu nguyện cho tôi bằng việc hy sinh đạo đức. Anh chị em thân mến, giáo phận Vĩnh Long đã được xây dựng với biết bao công sức của các bậc tiền nhân. Chúng ta có bổn phận phải tiếp tục sứ mạng của các ngài. Các ngài đã dấn thân không quản hy sinh để làm việc trong cánh đồng truyền giáo. Ngày hôm nay, chúng ta tiếp nối công việc đó bằng việc dấn thân
đi ra chỗ nước sâu và thả lưới, đem tin mừng đến cho tất cả mọi người bằng đời sống đức tin, bằng sự yêu thương và hiệp nhất của chúng ta. Nguyện xin Chúa nhờ lời bầu cử của các ngài chúc lành cho công việc của chúng ta. Tôi cũng xin cảm ơn quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh trong ban tổ chức, đặc biệt anh chị em giáo dân thuộc họ đạo Chánh Tòa và các họ đạo lân cận, ca đoàn và các đội kèn, để có được thánh lễ trang trọng hôm nay là kết quả của sự chuẩn bị và làm việc chu đáo của tất cả mọi người. Xin Chúa thay tôi trả công cho tất cả mọi người. Trọng kính quý Đức Hồng Y, quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý Viện Phụ và quý Cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, thân bằng quyến thuộc và quý khách xa gần. Con không thể nào diễn tả một cách trọn vẹn lòng biết ơn của con trong giây phút này. Chỉ xin Chúa nhờ lời bầu cử của mẹ Maria, thánh cả Giuse, thay con trả công bội hậu và chúc lành cho tất cả mọi người. Kính xin quý vị thương tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện cho con. Con xin đa tạ. Giờ đây kính mời cộng đoàn đứng để sốt sắng lãnh nhận phép lành cuối lễ của Đức Cha Chủ Phong. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa ban phúc lành và gìn giữ hiền đệ. Ngài đã muốn đặt hiền đệ làm thượng tế của dân Ngài, thì xin Ngài cho hiền đệ đời này được hân hoan và ngày sau được hưởng hạnh phúc muôn đời. Xin cho giáo sĩ và đoàn dân Chúa đã muốn quy tụ lại theo ý định của Chúa, nhờ hồng ân Chúa ban và sự chân dắt của hiền đệ được hướng dẫn cách tốt đẹp trong thời gian lâu dài. Amen. Xin cho những người biết tuân phục lời giáo huấn của Thiên Chúa, không làm chi đối nghịch, nhưng thực hành mọi điều ngay chính và trung tín tuân theo thừa tác vụ của hiền đệ, sẽ cùng với hiền đệ được hưởng bình an trong thời hiện tại và đáng được cùng các thánh chung hưởng phần phúc muôn đời. Amen. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Amen. Kính thưa cộng đoàn, lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Giờ đây chúng con xin kính mời quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Viện Phụ chụp hình lưu niệm với Đức Cha của chúng con ngay ở phía trước bàn thờ. Và nhân tiện đây, chúng con cũng xin được kính mời tất cả quý cộng đoàn có mặt trong khuôn viên nhà thờ Chánh Tòa Vĩnh Long hôm nay ở lại cùng chung vui với gia đình giáo phận của chúng con trong bữa cơm trưa, để giúp quý quan khách được thuận lợi nhất trong việc đi vào các cổng khu vực khánh tiết. Chúng con xin phép được kính mời các vị trí như sau. Chúng con xin kính mời quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Viện Phụ và quý Cha dùng cơm trưa tại phòng khánh tiết khu vực 1. Chúng con xin kính mời quý lãnh đạo chính quyền các tỉnh, quý tu sĩ nam nữ, quý đại diện tôn giáo bạn, quý khách mang phù hiệu dùng cơm ở phòng khánh tiết khu vực 2. Chúng con cũng xin được phục vụ tất cả mọi người còn lại những phần ăn đứng được bố trí tại khuôn viên nhà thờ
và các cổng ra vào. Một lần nữa, chúng con xin trân trọng kính mời và bái tạ về sự cảm thông cho những thiếu sót của chúng con trong ngày đại lễ hôm nay. Chúng con xin kính mời quý đức cha theo đoàn rước về thay lễ phục tại nhà xứ. Xin được nhắc anh chị em, hiện bây giờ trong khuôn viên nhà thờ chúng ta đang trên 10.000 người. Nếu chúng ta đi ra ngoài thì chuyện lưu thông ở ngoài gặp khó khăn.
anh chị em lâu lâu có dịp một lần về nhà thờ chánh tòa, chậm chậm đi, nhận phần ăn của mình, phần uống của mình, tìm một nơi nào đó, chúng ta ngồi ăn uống chậm chậm và chúng ta ra về. Anh chị em không thể ra về từng người,